Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2021, phụ huynh có con từ 12 đến 17 tuổi đang học tại Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật thành phố Hồ Chí Minh đã đưa con mình đi tiêm vaccine COVID-19. Do các em là đối tượng đặc biệt nên thay vì tiêm ở các điểm trường thì các em được tiêm tại Trung tâm Y tế quận 3. Tôi ở bên thành phố Thủ Đức, thành ra tôi phải đi sớm, sắp xếp ở dưới đó đông xa đó, thành ra đi lúc 7 giờ. Thì tới đây khoảng là gần 8 giờ mấy và bắt đầu vô đây đăng ký, thì thấy cái chương trình tiêm hỗ trợ giúp cho các cháu bị khuyết tật như vậy rất hay, để tạo cái điều kiện thuận tiện cho các cháu. Người lớn trong gia đình đã được tiêm 2 mũi vaccine nên khi biết trường tổ chức tiêm vaccine cho con, ông Trần Văn Đức đã rất vui, dù cũng có đôi chút hồi hộp. Cũng sợ lắm chứ, tại vì cái bệnh của cháu đó cũng ứng, tôi phải đi kè với cháu. Thì giờ nó cái tình trạng mà cái hệ thần kinh của nó mà tác động cái gì ứng lắm. Được sự tư vấn hướng dẫn của các bác sĩ tại trung tâm, ông đã an tâm hơn để con được tiêm vaccine COVID-19. Ở đây qua mấy bàn bác sĩ đồ khám sàng lọc đồ kỹ lắm. Dạ, đo huyết áp, rồi tim mạch, rồi bác sĩ chính thì có hỏi cái tình trạng bệnh tình của cháu đó. Thì tôi cũng trình bày đầy đủ cái hồ sơ bệnh án của cháu đó. Thì bác sĩ có quyết định cho chích. Cũng đưa con tới điểm tiêm từ sớm, chị Nguyễn Thị Hồng Tươi an tâm hơn vì con mình có thể được bảo vệ. Thì an tâm đấy, mấy bữa nhà ai cũng chết mà cháu chưa chết mình hơi lo. Đi về vệ sinh cho thật kỹ rồi mới dám vô nhà. Giờ chết mình đỡ tí, đỡ lo. Do các em đến đây đều có bệnh hoặc bị khuyết tật, nên giáo viên và đặc biệt là phụ huynh luôn phải theo sát, hỗ trợ các em trong suốt quá trình tiêm. Y bác sĩ điều dưỡng của Trung tâm Y tế quận 3 cũng phải làm việc vất vả hơn để có thể tiêm vaccine cho các em. Những bé toàn là khuyết tật, có những em thì bệnh tật, cho nên là rất là khó khăn trong cái công tác mà tiếp đón, cũng như là qua vô các quy trình mà sàng lọc, các y bác sĩ sàng lọc, cũng như là qua các khâu bắt đầu tiêm thì các cô điều dưỡng tiêm cũng rất là khó, vì các em dậy, các em không chịu phối hợp. Mình cũng bố trí từ đầu chỗ bảo vệ là tiếp đón ngoài cổng rồi vào tới quy trình trong này, các cô giáo của trung tâm cũng có hỗ trợ nhiều. Trong ngày 31 tháng 10, có 250 em học sinh khuyết tật đang học tại Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật thành phố Hồ Chí Minh được tiêm vaccine COVID-19. Bên cạnh đó, tại Trung tâm Y tế quận 3 còn tổ chức tiêm vaccine cho các em học sinh thuộc các trường hợp đặc biệt được chỉ định mà trước đó không thể tiêm tập trung tại các điểm trường. Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, đến hết ngày 30 tháng 10, thành phố đã tiêm vaccine COVID-19 được hơn 350.000 trẻ, bao gồm hơn 188.000 trẻ từ 16 đến 17 tuổi, hơn 161.000 trẻ từ 12 đến 15 tuổi.